Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Bà Nikki Haley tuyên bố ủng hộ ông Trump. Báo VN Express đưa tin, cựu ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Nikki Haley cho biết sẽ bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử tháng 11. Song thêm rằng ông cần nỗ lực hơn nữa. Ông Trump sẽ rất thông minh nếu ông ấy tiếp cận hàng triệu người đã bỏ phiếu cho tôi và tiếp tục ủng hộ tôi chứ không đứng về phía ông ấy. Và tôi thực sự hy vọng ông ấy làm điều đó, bà Haley ngày 22 tháng 5 nói. Hơn 2 tháng sau khi kết thúc chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng, bà Haley vẫn tiếp tục giành được một lượng phiếu bầu đáng kể trong các cuộc bầu cử sơ bộ, cho thấy còn một lượng lớn cử tri Đảng Cộng hòa chưa sẵn sàng bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Donald Trump. Tôi đặt ưu tiên của mình vào một Tổng thống sẽ ủng hộ các đồng minh của chúng ta và buộc đối thủ của chúng ta phải chịu trách nhiệm. Người sẽ bảo vệ biên giới mà không có thêm bất kỳ lời xin lỗi nào nữa. Một Tổng thống hiểu rằng chúng ta cần ít nợ hơn chứ không cần nhiều hơn, bà cho biết thêm. Ông Trump không hoàn hảo trong những chính sách này. Tôi đã nói rõ điều đó rất nhiều lần, nhưng Biden là một thảm họa. Vì vậy, tôi sẽ bỏ phiếu cho ông Trump. Cựu thống đốc Nam Carolina, 52 tuổi, đã từ bỏ tham vọng vào Nhà Trắng hồi tháng 3 sau khi chịu nhiều thất bại nặng nề trong các cuộc bầu cử sơ bộ Đảng Cộng hòa. Trước tuyên bố mới nhất, bà Haley chưa bao giờ trả lời câu hỏi liệu bà có dành ủng hộ cho cựu Tổng thống Trump trong cuộc đối đầu với Tổng thống Joe Biden hay không. Mặc dù đã đưa ra những lời chỉ trích gay gắt đối với cựu Tổng thống, bà Haley từng nói tại một sự kiện của Viện Hudson, tổ chức tư vấn bảo thủ có trụ sở tại Washington, rằng bà đang thúc giục ông Trump hãy đối xử tốt hơn với nhóm cử tri ủng hộ bà. Ông Trump và bà Haley từng chỉ trích nhau gay gắt khi hai người tranh giành suất đại diện Đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống. Cựu đại sứ tại Liên Hợp Quốc cảnh báo việc đề cử ông Trump sẽ khiến Đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử tháng 11. Bà Haley cho hay đa số cử tri đều phản đối cuộc tái đấu giữa ứng viên hỗn loạn Donald Trump, 77 tuổi, và đối thủ Đảng Dân Chủ Biden, 81 tuổi, hai người mà bà cho rằng đã qua thời đỉnh cao. Ông Trump ngày càng trở nên xấu tính và khó chịu hơn, bà Haley nói trước thất bại ở bang Nam Carolina, quê nhà của bà, hồi tháng 2. Ông ấy hoàn toàn bị phân tâm và nghĩ mọi thứ đều xoay quanh mình. Ông ấy bị ám ảnh bởi những con quỷ trong quá khứ đến mức không thể tập trung vào tương lai mà người Mỹ xứng đáng có được. Bà chỉ trích việc ông Trump công kích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và tiếp tục đề cập đến việc ông phải ra hầu tòa vì hàng loạt cáo trạng và vụ kiện hình sự. Chi 50 triệu đô la Mỹ đóng góp cho chiến dịch tranh cử vào các vụ kiện cá nhân là không bình thường, bà nhấn mạnh. Việc đe dọa những người ủng hộ đối thủ của bạn là không bình thường và kêu gọi Nga tấn công các nước NATO cũng không bình thường. Ông Trump đáp lại bằng cách dứt khoát loại bà ra khỏi danh sách ứng viên phó tổng thống tiềm năng cùng đồng hành với ông. Các cuộc bầu cử sơ bộ đã vạch ra khuyết điểm quan trọng của ông Trump, cho thấy cựu tổng thống đang không thể lôi kéo những cử tri ôn hòa, độc lập và có học thức cao mà ông rất cần để giành chiến thắng trước đối thủ Biden. Việc bà Haley công khai ủng hộ ông chắc chắn là một lợi thế to lớn đối với ông Trump trước Đại hội Đảng Cộng Hòa vào tháng 7, giới quan sát đánh giá. Trong lúc đó, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden đang nỗ lực thu hút những người ủng hộ bà Haley. Họ đã phát hành một đoạn quảng cáo trên truyền hình vào tháng 4 nhằm vào các khu vực ngoại ô với thông điệp "Nếu bạn bỏ phiếu cho Nikki Haley, Donald Trump không muốn lá phiếu của bạn". Bầu cử Mỹ 2024, ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa. Ngày 14 tháng 5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang chiến địa quan trọng trước khi đương kim tổng thống Joe Biden của Đảng Dân Chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại New York, cụ thể, ông Trump đang dẫn trước ông Biden tại 5 trên tổng số 6 bang chiến địa, vốn có ý nghĩa quyết định tới các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Kết quả thăm dò của Time, Siena và The Philadelphia Inquirer cho thấy nhóm cử tri trẻ, da màu, và gốc Mỹ Latin đã thể hiện tâm lý mong đợi sự thay đổi và không hài lòng với cách giải quyết các vấn đề kinh tế vào cuộc khủng hoảng giải Gaza của Tổng thống Biden. Kết quả này đã làm xói mòn tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên của Đảng Dân Chủ và giúp ông Trump nới rộng khoảng cách dẫn điểm tại 5 bang gồm Michigan, 49% ủng hộ ông Trump, 42% ủng hộ ông Biden, Arizona 49%, 42%, Nevada 50%, 38%, Georgia 49%, 39% và Pennsylvania 47, 44%. Hiện ông Biden chỉ giữ ưu thế tại duy nhất một bang chiến địa là Wisconsin, ông Trump 45%, ông Biden 47%. Chuyên gia phân tích của CNN Harry Enten đánh giá thông tin trên báo hiệu chặng đường tranh cử rất khó khăn cho ekip vận động tranh cử của ứng cử viên Joe Biden trong thời gian tới, nhất là khi ông để đối thủ Donald Trump dẫn điểm tại những bang quan trọng và có số phiếu đại cử tri cao như Pennsylvania và Nevada. Trong cuộc bầu cử cách đây 4 năm, ông Biden từng giành chiến thắng tại cả 6 bang chiến địa nói trên và tiến thẳng tới chiếc ghế chủ nhân Nhà Trắng. Tuy nhiên, theo New York Times, kết quả thăm dò cũng cho thấy đương kim Tổng thống Biden tiếp tục nhận được sự ủng hộ vững chắc của khối cử tri lớn tuổi và da trắng, những người được đánh giá là bảo thủ và không có nhiều nhu cầu thay đổi đối với tình hình hiện tại. Do đó, giới phân tích đánh giá cơ hội giành chiến thắng của ông Biden vẫn còn nguyên nếu ứng cử viên này có màn bứt phá ngoạn mục và vượt qua đối thủ Trump tại 3 bang dao động có số lượng cử tri da trắng đông đảo là Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Tối 5 tháng 3, theo giờ bờ đông của Mỹ, tức sáng 6 tháng 3, theo giờ Việt Nam, ứng cử viên Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại 2 bang chiến địa quan trọng là Virginia và North Carolina. Đây là những chiến thắng đầu tiên của ông Trump trong ngày bầu cử siêu thứ 3, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ ở bang Virginia cho thấy ông Trump đã giành chiến thắng với hơn 64,1% phiếu bầu, vượt qua đối thủ trực tiếp là cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, nhận được 33,8% số phiếu. Tại bang North Carolina, ông Trump giành chiến thắng với 51,9% số phiếu bầu, bà Haley có 42,6% phiếu ủng hộ. Hai chiến thắng tại Virginia, 48 phiếu đại biểu và North Carolina, 74 phiếu đại biểu giúp ông Trump tiến gần hơn tới mục tiêu giành 1.215 phiếu đại biểu để chính thức được bầu làm ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tại Đại hội đảng toàn quốc vào trung tuần tháng 7 tới ở thành phố Milwaukee, bang Wisconsin. Ngay sau đó, ông Trump còn giành thêm chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại các bang Oklahoma và Maine. Đây là các chiến thắng thứ 5 và thứ 6 của ông Trump trong ngày bầu cử siêu thứ 3 sau các bang Virginia, North Carolina, Alabama và Tennessee. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ ở bang Oklahoma cho thấy cựu Tổng thống Trump đã giành chiến thắng với hơn 77,16% số phiếu bầu, bỏ túi thêm 43 phiếu đại biểu. Ở bang Maine, ông Trump có thêm 20 phiếu đại biểu với chiến thắng áp đảo 73,4% so với 24,1% của đối thủ trực tiếp Nikki Haley. Chiến thắng tại Oklahoma giúp ông Trump nâng tổng số phiếu đại biểu giành được lên 420 phiếu, qua đó tiến gần hơn tới mục tiêu giành 1.215 phiếu đại biểu để chính thức được bầu làm ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa. Trong ngày bầu cử siêu thứ 3, 5 tháng 3 theo giờ Mỹ, hàng triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu bầu cử sơ bộ dưới hình thức bỏ phiếu kín và họp đảng tại 15 bang và một vùng lãnh thổ với đảng Cộng hòa và 16 bang với đảng Dân Chủ. Các cuộc bầu cử vào siêu thứ 3 sẽ phân bổ 854 trên 2.429 phiếu đại biểu của đảng Cộng hòa và 1.429 trên 3.933 phiếu đại biểu của đảng Dân Chủ cho các ứng cử viên. Ứng cử viên của đảng Cộng hòa cần tối thiểu 1.215 phiếu đại biểu và ứng cử viên của đảng Dân Chủ cần ít nhất 1.968 phiếu đại biểu để giành tấm vé của đảng ra tranh cử tổng thống. Cuộc đua giữa các ứng cử viên Cộng hòa phần nào gay cấn hơn do phần lớn các cuộc bỏ phiếu của phe Cộng hòa trong siêu thứ 3 năm nay áp dụng cơ chế được ăn cả, trong khi phe Dân Chủ sẽ phân bổ đại biểu theo tỷ lệ phiếu bầu mà mỗi ứng cử viên nhận được. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.